Xin chào các bạn, đây là si đâm hoa hồng đây các bạn. Hôm nay mình sẽ cắt một cái cành nhỏ như thế này thôi. Mình sẽ nhân giống và nhân giống cả lá nữa nha các bạn. Cái lá nó rất là nhỏ luôn, mình thử nhân giống coi thử nó có lên từ lá không. Các lá mình để xung quanh và cái cành nhỏ này mình cắm ở giữa nha. Và mình tưới một chút xíu nước và mình để ở trong mát nha các bạn. Và đây là kết quả sau 4 tuần nha các bạn. Chỉ có một lá nó lên con thôi. Cái con nhỏ xíu đó các bạn. Và cái chồi thì nó có lớn lên một chút xíu nữa. Đa số các lá đều bị chết hết nha các bạn. Bị khô, bị hư hết rồi. Cho nên mình thấy là nhân giống bằng lá rất là khó luôn. Cái cành mình cắt ra nó phát triển rất là đẹp luôn các bạn. Đã mọc dài ra được chút xíu. Và cái bé là từ lá thì nhìn rất là dễ thương đúng không các bạn. Khi mình để cái ngón tay vào, các bạn có thể thấy là cái lá nó rất là nhỏ và cây con nó cũng rất là bé xíu luôn. Và đây là sau 6 tuần nữa các bạn. Sau 6 tuần thì cái lá nó lớn hơn chút xíu và hai cái cành hai bên nó cũng mọc dài hơn chút xíu. Và mình thấy là có một lá thứ hai đã lên con nữa các bạn. Có cái lá này nó còn có rễ đây các bạn. Và 8 tuần đây các bạn ơi. 8 tuần các bạn thấy hai cái cành dài nó dài không? Và cái lá thứ hai đây cũng rất là lớn rồi. Và đây là sau 11 tuần đây các bạn. Các bạn thấy xum xuê chưa? Đây là cái con từ lá đây các bạn. Và cái bên này thì có rễ nhưng mà không có con. Còn cái lá bên này thì nay rất là dài rồi các bạn. Mình sẽ dời cái con này vào cái lá ở bên kia nha các bạn, cho những cái lá nó ở chung với nhau. Cái rễ dài lắm luôn các bạn ơi, và cái lá vàng vàng này to to này là cái lá mẹ đó các bạn. Nếu các bạn tiếp tục muốn nhân giống nữa, và bây giờ là thời gian để mình cắt hai cái cành hai bên này để mình nhân giống này các bạn. Mình trồng nó vào một cái chậu khác nha.
cái chậu này nó sẽ mọc con thêm nữa đó các bạn. Còn đây là cái chậu mẹ sau 11 tuần mà lúc đầu tiên mình cắt cây đầu tiên đó các bạn. Mà bây giờ nó đã xum xuê ra rất là nhiều luôn.